Robin Hoàng Sơn chia sẻ về mẫu bạn gái và đây là phản ứng của Mai Âm Nhạc. Mai Âm Nhạc là một hiện tượng nổi tiếng trên mạng xã hội hai năm 2020 và 2021. Cô được mọi người yêu thích với tính cách hài hước. Bên cạnh việc làm nhạc, Mai Âm Nhạc còn thường xuyên cho ra đời những clip hỏi xoáy đáp say. Với tính cách mạnh mẽ của mình, Mai Âm Nhạc hiếm khi thể hiện sự yêu thích với một ai đó. Thế nhưng cô nàng lại đặc biệt thường xuyên thể hiện tình cảm với một nam ca sĩ, đó là Subin Hoàng Sơn. Chuyện Mai Âm Nhạc hâm mộ Subin Hoàng Sơn không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Nữ TikToker này không ngần ngại thể hiện tình cảm với thần tượng của mình, thậm chí còn đổi tên thành Subin Hoàng Mai. Và mới đây cô lại tiếp tục có động thái mới về dòng trạng thái của Subin Hoàng Sơn khiến nhiều người không thể nhịn cười. Chuyện là vào tối ngày 16 tháng 12, nam ca sĩ bỗng chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình. Anh viết, ước gì bạn gái tôi sau này không biết chơi TikTok. TikTok ở đây chính là TikTok, một ứng dụng được giới trẻ Việt Nam rất ưa chuộng sử dụng. Không rõ Subin Hoàng Sơn có ý gì, có lẽ là anh cũng quá mê dùng ứng dụng này nên không muốn bạn gái tương lai của mình cũng nghiện như thế. Còn Mai Âm Nhạc thì ngay lập tức đã giao bán tài khoản TikTok của mình. Là một gương mặt nổi tiếng nên TikTok của cô nàng có hơn 900.000 lượt theo dõi. Liệu Mai Âm Nhạc có thật sự bán kênh của mình không? Một số bình luận của netizen về bài đăng của Subin Hoàng Sơn. Và từ đó ta sẽ không thấy TikTok của Mai Âm Nhạc nữa. Hello anh người yêu tương lai, em là người chơi hệ, nói không với TikTok nè. Chị Mai không biết chơi TikTok nè, anh yên tâm. Được biết Mai Âm Nhạc tên đầy đủ là Hoàng Hương Quỳnh Mai, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Với sự hài hước của mình, cô được rất nhiều người nổi tiếng như Thiều Bảo Trâm, Tiên Tiên, Độ Missy yêu thích. Vì có đam mê âm nhạc nên Mai cũng đã từng cho ra mắt một vài ca khúc. Vừa qua cô đã tham gia Rap Việt mùa 2 về với đội của Karik. Tuy nhiên cô đã dừng chân sau khi đối đầu với Koji.